chị Kỳ đầu tư 33 tỷ nhưng mà thực ra thì lương của diễn viên nó chỉ là một cái thoáng qua, nó giống như là cái bụi của 33 tỷ thôi nha mọi người nha. Chúc cho tất cả những cái sự khó khăn của ekip kẻ thứ ba khi mà ra rạp thì sẽ hái được quả ngọt, và chúc cho toàn bộ quý diễn viên cũng như là tất cả quay phim, DOP cũng như là đạo diễn người Hàn Quốc sẽ được nhiều sức khỏe và rất là chờ đón cái ngày ra mắt phim để được gặp tất cả mọi người. Chuẩn bị ra mắt mình rất là áp lực, gần như là ngày nào cũng không ngủ được. Áp lực là bởi vì mình gánh chịu quá nhiều thứ trong suốt 4 năm qua. Thì vẫn được gọi là mình không tin mình trở thành một nhà sản xuất bất đắc dĩ như thế này, cảm thấy rất là khó khăn. Đặc biệt rằng là nó có quá nhiều cảm xúc nó quay trở lại. Sau 4 năm thì nó có nhiều cảm xúc khiến cho mình kiểu muốn bật khóc đó. Bởi vì mình chưa bao giờ, ngay cả trong lúc mình làm kinh doanh, mình cũng chưa bao giờ cảm thấy nó khó như vậy luôn. Không hiểu tại sao luôn, tại vì giống như mình cũng làm rất là nhiều vai trò, từ lãnh sự cho đến kinh doanh cho đến nghệ thuật, nhưng mà đây là cái công việc nhà sản xuất bất đắc dĩ mà mình cảm thấy khó nhất trong cuộc đời mình. Bây giờ mình phải học. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Và mình biết rằng là bộ phim nó cũng không phải là quá chỉnh chu hoặc là trọn vẹn, vì nó cũng đã gặp rất nhiều khó khăn. Mong rằng khán giả cho đến các anh chị chuyên môn và giới truyền thông chăm trước, bỏ qua, và đó là sự cố gắng hết sức của Kỳ rồi. Và Kỳ không thể cố gắng hơn được nữa cho cái phim này. Cảm ơn mọi người nhiều. Rất là mừng. Bởi vì tức là mọi người cũng biết thông tin là bộ phim đã thực hiện quay rất là lâu, nhưng mà bởi vì ảnh hưởng yếu tố dịch nên là đến tận bây giờ mới được công chiếu với tất cả, với báo giới và khán giả. Đây là một cái nỗ lực rất là lớn, không phải là trong cái quá trình thực hiện bộ phim mà trong những cái quá trình thay đổi về người điều hành của bộ phim. Thì nên rằng là ai bất cứ khó khăn nào cũng vậy, bất cứ sự khởi đầu cũng vậy, cũng mong đi đến được một cái đích cuối cùng là bộ phim sẽ được ra mắt khán giả, và tiếp sau đó là được sự đón nhận nhiệt tình từ khán giả. Thì đã ngày hôm nay tôi đứng trong buổi showcase này thì có thể nên là cái mục tiêu đầu tiên đã đạt được, đó là ra mắt khán giả, nên là rất là vui với vai trò làm diễn viên trong phim, nên rất là mừng hơn những bộ phim khác, bởi vì bộ phim này được thực hiện trong một cái quá trình có nhiều cái thử thách. Điều đầu tiên Kỳ muốn nói rằng là bộ phim này Kỳ đã quyết định đó là mình làm truyền thông mỏng, là bởi vì Kỳ có chia sẻ với lại ekip truyền thông rằng là bộ phim này nó quá khó đối với Kỳ. Thứ nhất, Kỳ không phải là cái người thay nhé cho bộ phim này, nên là Kỳ chưa bao giờ được quyền lựa chọn cho mình một cái tốt nhất cho bộ phim đâu. Kỳ chỉ là người dọn rác, dọn tất cả những cái gì mà được để lại từ nhà sản xuất trước đó. Vì vậy nên là anh hỏi vì sao mà lại làm mời anh Ha làm vai Quang Kha, trong khi Quang Kha là một anh họa sĩ Việt Nam, thì Kỳ cũng không biết luôn. Vì bởi vì ngay từ đầu Kỳ đâu phải là nhà sản xuất, Kỳ đang bị bất đắc dĩ để làm nhà sản xuất, và đến như hôm nay Kỳ ngồi đây Kỳ vẫn không biết mình đang là diễn viên hay là nhà sản xuất, hay mình làm cái gì trong phim này. Kỳ chỉ biết rằng Kỳ chỉ là một cái người chấp nối cho bộ phim này được ra rạp thôi. Kỳ không dám tô vẽ cho bộ phim này là trọn vẹn hay là hay. Kỳ không đi PR quá nhiều, bởi vì Kỳ nghĩ rằng làm kinh tế hay là làm nghệ sĩ thì cái tự trọng nó sẽ đặt lên hàng đầu, và cái niềm tin của khán giả mới là quan trọng, chứ nó không phải là doanh thu. Thì không muốn chiêu trò, thì cũng không muốn scandal, thì không muốn một cái gì hết cho bộ phim này, bởi vì Kỳ chỉ muốn mọi người đến xem sẽ cảm nhận được cái khó của phía sau ngành điện ảnh
nếu như có những nhà sản xuất không đủ năng lực hoặc là không đủ tài chính mà lèo lái cả gần cả trăm con người, thì nó sẽ làm, nếu như không kéo thì nó sẽ phụ lòng rất là nhiều người. Thật ra thì không bao giờ nghĩ mình sẽ phải run mất, tại vì dù sao mình cũng làm nghệ thuật mười mấy năm rồi, thì nghĩ là thì không ngại trước ống kính là không ngại một cái phát ngôn, nhưng riêng bộ phim này Kỳ rất là ngại, bởi vì Kỳ không biết nói như thế nào. Nếu nói phim mình hay thì Kỳ nghĩ Kỳ không dám nói, Kỳ để mọi người, và Kỳ chỉ biết là làm sạch nhất, tốt nhất. Đặc biệt các Kỳ thấy hồi nãy Kỳ có chia sẻ với lại các anh chị phóng viên đây rằng cuộc đời Kỳ làm nghệ thuật cũng tay ngang và làm kinh tế cũng vậy, thậm chí là bước vào lĩnh vực ngoại giao tất cả đều không phải là được đào tạo, nhưng mà Kỳ không thấy cái gì khó bằng khó nhất bộ phim này. Nó khó nhiều lắm. Khó là bởi vì sao? Thế như làm kinh tế thua thì chịu, được thì ăn cả ngã về không, thắng thua là trách nhiệm của mình. Có thể mình làm kinh tế xong mình mất tiền, ok, nhưng nó chỉ một mình thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên mà Kỳ gắn trên vai trách nhiệm cả 100 con người. Những con người mà Kỳ cần phải có trách nhiệm với cả đoàn phim nước ngoài và trách nhiệm với các anh chị em ekip Việt Nam. Nên là đó là lý do Kỳ bỏ ra 33 tỷ, Kỳ chỉ mong nó được ra đời và được mọi người cũng đón nhận nó. Có thể nó không phải sinh ra được hoàn hảo, nó cũng không phải sinh ra để được nổi tiếng và doanh thu 100 tỷ, nhưng Kỳ nghĩ nó sinh ra nó như một thông điệp, đó là những con người yêu nghề họ vẫn sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Vì vậy nên Kỳ chọn là truyền thông mỏng, là Kỳ không ca tụng, không khen, không scandal và không gây cái gì đó để bán vé được, mà Kỳ chỉ muốn cho mọi người cảm nhận được và cảm nhận được sự nỗ lực của các anh chị em trong đoàn phim.